cặp kè với những cô bồ đáng tuổi con tuổi cháu khi đã ngoài 80, xây dinh thự chỉ để tiệc tùng thâu đêm với các cô đào xinh đẹp, ngấm ngầm qua lại với các người đẹp ngay trong lúc vợ đang mang thai, sẵn sàng chi hàng chục triệu đô la để bù đắp cho tinh thần cho bạn gái cũ. Đó mới chỉ là khía cạnh nhỏ trong tình trường dài đằng đẵng của những tỷ phú hào hoa khét tiếng nhất trên toàn thế giới. Bên cạnh tài năng và giàu có, những bê bối xoay quanh đời tư của những ông trùm giàu có này luôn khiến dư luận quan tâm, trở thành đề tài mổ xẻ đầy cuốn hút. Đồ ăn chơi và sát gái của những tỷ phú hào hoa và phong lưu này có thể đến mức nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Nhắc về đồ ăn chơi và sát gái, chúng ta không thể nào bỏ qua Richard Lugner, ông trùm ngành xây dựng nước Áo. Daddy nổi tiếng với việc vung tiền mời các ngôi sao hẹn hò với mình trong bữa tiệc Opera Bowl tổ chức thường niên. Vị tỷ phú già Richard Lugner từng chi 500.000 đô la Mỹ cho cuộc hẹn hò ngắn ngủi với Kim Kardashian. Tỷ phú này cũng từng mời tiểu thư Paris Hilton, diễn viên Carmen Electra và vũ nữ thoát y Dita Von Teese. Bên cạnh những cô bạn gái nóng bỏng, các cuộc hôn nhân của vị tỷ phú chịu chơi này cũng gây sự chú ý. Đặc biệt là lần kết hôn thứ 5 khi ông về chung nhà với siêu mẫu kém 57 tuổi Kathy Smith. Khi tổ chức lễ cưới, tỷ phú Richard đã 81 tuổi, còn Kathy mới chỉ 25. Cặp người mẫu đại gia này đã kết hôn một cách thần tốc sau nửa năm hẹn hò và vượt qua mọi sự dị nghị, gièm pha của dư luận. Tại cung điện mùa hè ở Viên, Áo, lễ thành hôn được tổ chức hết sức long trọng, linh đình và xa hoa, cầu kỳ và các nghi thức và quang cảnh tựa như một đám cưới quý tộc. Tuy nhiên, giấc mơ về tình yêu trọn đời của tỷ phú Richard Lugner cũng thất bại chỉ sau 809 ngày kết hôn. Trước đó, Kathy đã bị gọi là kẻ đào mỏ vì cặp kè với tỷ phú đáng tuổi ông mình. Khi sự thật được tiết lộ, dư luận mới ngã ngửa khi biết rằng nguyên nhân chia tay của cặp kiều nữ đại gia này là do ngài tỷ phú trăng hoa. Kathy cho hay, chồng mình dù đã kết hôn vẫn tiếp tục theo đuổi một bóng hồng khác cũng tầm gần 30 tuổi như cô. Ông không đi bước nữa sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kathy, nhưng vẫn tiếp tục bày tỏ suy nghĩ về việc có con ở tuổi 87. Trước đó, người đàn ông này đã nổi tiếng đào hoa với 4 đời vợ và có được 4 người con. Vậy nên khi Richard tổ chức đám cưới với Kathy, cô người mẫu này còn kém tuổi hơn con riêng của chồng. Tiếp theo đó, chúng ta phải biết đến tỷ phú bia Ấn Độ Vijay Mallya. Năm nay 60 tuổi, là một trong những tỷ phú giàu có nhất Ấn Độ, chủ sở hữu của tập đoàn hàng không Kingfisher, thương hiệu bia cùng tên và là chùm đội đua F1 Ấn Độ. Tuy nhiên, điều khiến Mallya nổi tiếng nhất lại là cuộc sống xa hoa khi cặp kè cùng những nữ diễn viên hạng A, sống trong hàng chục ngôi nhà dát vàng trên khắp thế giới và bộ sưu tập 260 xe cổ điển đắt tiền. Vijay Mallya sở hữu dinh thự ở 26 thành phố trên toàn thế giới như là Bengaluru, Goa, Mumbai, London. Tất cả đều có kiến trúc như cung điện để tổ chức những bữa tiệc ăn chơi linh đình, có sự góp mặt của nhiều người mẫu, diễn viên. Không ít bức ảnh được chia sẻ cho thấy ông Vijay sánh vai của các người mẫu, diễn viên xinh đẹp. Những khách mời có mặt ở trang viên của Vijay đều đi xe hơi thể thao đắt tiền và được chở bằng xe điện. Các món ăn trong các buổi tiệc tùng được bài trí vô cùng công phu và ngon mắt, xuyên phục vụ cho các thực khách VIP. Vijay xuất hiện với chiếc áo hoa lá cảnh và cầm chai bia vua đánh cá ngay trên tay. Một cô đào giấu tên từng tham gia bữa tiệc hoang dại của tỷ phú Ấn Độ kể lại rằng bia chảy không bao giờ cạn từ những vòi nước quanh nhà. Các cô gái mặc bán khỏa thân cố gắng được Vijay chú ý. Nếu gặp may, họ được ký hợp đồng người mẫu và tiền thu về là không nhỏ. Những người được Vijay quan tâm nhất sẽ nổi tiếng nhanh chóng trong làng mẫu Ấn Độ. Sau cuộc ăn chơi thác loạn, Mallya đã trốn sang Anh vào năm 2016 và nợ hơn 1,5 tỷ đô tại một tập đoàn ngân hàng do thương vụ liên quan đến hãng hàng không thất bại của ông, đồng thời cũng bị truy nã ở Ấn Độ vì tội gian lận và rửa tiền. Tại Trung Hoa, người ta biết đến tỷ phú sòng bài Châu Trác Hoa. Ông sinh năm 1974 và là một doanh nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, ẩm thực. Ngoài ra, ông xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí vì thường đầu tư sản xuất phim ảnh. Khối tài sản của ông Châu ước tính khoảng 5 tỷ Hồng Kông đô la, tương đương với 645 triệu đô. Nổi tiếng vì giàu có là vậy, nhưng Châu Trác Hoa còn được biết đến nhiều hơn vì lối sống phong lưu, tình trường với giới chân dài đình đám, trong khi đã có vợ con. Điều đặc biệt là người đàn ông này còn giấu nhẹm vợ là Trần Tuệ Linh để ngang nhiên quan hệ với các cô gái khác. Năm 2014, Châu Trác Hoa bắt đầu chán cơm thèm phở, ngoại tình với người mẫu, diễn viên quen thuộc của TVB là Liêu Bích Lệ.
Cuộc tình tay ba này một thời đã làm xôn xao dư luận Trung Quốc bởi Lưu Bích Lệ đã sinh con gái cho người tình, trong khi vợ chính thức của Châu Trác Khoa là Trần Tuệ Linh cũng cho ra đời một đứa trẻ khác. Chưa hết, cậy đã có con chung với lại Châu Trác Khoa, nên cô tiểu tam Lưu Bích Lệ còn có những hành động trêu ngươi bà cả. Trần Tú Linh đã chấp nhận cảnh chung chồng được hơn một năm, nhưng trước những hành động quá quắt của chồng và cô bồ nhí, cô đã dứt khoát đệ đơn lên tòa. Trước cuộc hôn nhân với Trần Tuệ Linh, Trác Khoa cũng đã có một đời vợ và có một cậu con trai. Trước đây, ông Châu cũng vì Trần Tuệ Linh mà bỏ vợ. Á hậu Trang Đoan Nhi cũng được cho là một trong những mỹ nhân thuộc dàn hậu cung của Châu Trác Khoa. Châu Trác Khoa chủ động theo đuổi Đoan Nhi sau khi gặp gỡ cô tại một lễ trao giải. Mối quan hệ này diễn ra trong thời điểm bà xã Trần Tuệ Linh và người tình Lưu Bích Lệ của doanh nhân họ Châu sinh nở. Phía đầu cầu nước Úc thì tỷ phú James Parker, hiện là tỷ phú giàu thứ tư Australia, sở hữu nhiều sọc bạc và nhiều chuỗi thời trang xa xỉ. Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ, Parker còn nổi tiếng sát gái bởi vẻ điển trai và nam tính khi còn trẻ. Vào năm 1993, tỷ phú này có mối quan hệ với nữ diễn viên người Mỹ gốc Úc là Kate Fisher. Cặp đôi đính hôn sau 3 năm hẹn hò, nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi vào năm 1997. James Parker nhanh chóng lao vào mối quan hệ yêu đương với bóng hồng mới. Ông bắt đầu hẹn hò với người mẫu quyến rũ, xinh đẹp Johi Meres. Cặp đôi này cũng về chung một nhà và sau đó nhanh chóng tan vỡ. Ông nhanh chóng quên đi quá khứ đổ vỡ và bắt đầu hẹn hò với người mẫu kiêm ca sĩ Erica Baxter. Cặp đôi này càng quấn quýt bên nhau và tổ chức hôn lễ vào năm 2007. Sau khi kết hôn, họ lần lượt chào đón 3 đứa con, 2 gái và 1 trai, nhưng rồi cũng đường ai nấy đi. Giàu có và điển trai, anh còn khi không muốn tiếc tiền mua những món đồ xa xỉ cho những cô bồ xinh đẹp. Trước đó, tỷ phú James Parker còn từng dính tin đồn tình cảm với chân dài Miranda Kerr. Nhân dịp sáng sinh năm 2014, vị tỷ phú này đã tặng cho cựu thiên thần Victoria's Secret Miranda Kerr một cặp hoa tai kim cương trị giá 100.000 đô la Mỹ. Anh cũng từng tặng cho bạn gái cũ là danh ca thế giới Mariah Carey một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 500.000 đô. Dù hôn sự không thành vì nghi ngờ Mariah Carey ngoại tình, anh vẫn để bạn gái cũ được giữ lại chiếc nhẫn đính hôn 35 carat và hàng triệu đô la tiền mặt. Giọng ca Heroes cũng có quyền sử dụng bất kỳ chiếc phi cơ nào mà ông Parker đang sở hữu trong thời gian hẹn hò. Theo bản hợp đồng tiền hôn nhân của tỷ phú James Parker và Mariah Carey bị rò rỉ, nếu cặp đôi quyết định làm đám cưới, ông sẽ chu cấp cho cô từ 6 đến 30 triệu đô la Mỹ tiền tiêu vặt mỗi năm. Số tiền này tương đương là 151.385 đô mỗi tuần. Những quý ngài giàu có và đào hoa nhất thế giới không chỉ nắm trong tay tình yêu, tiền bạc mà còn là cái tai tiếng. Giàu có khó ai bằng, nhưng các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân của các tỷ phú này dường như không được trọn vẹn, dù có cả một dàn hậu cục. Bạn còn biết những tỷ phú phong lưu nào sát gái nữa không? Chia sẻ ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.